chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin kinh tế và tài chính. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế nhập khẩu dày lên 30%. Cần bảo đảm chất lượng hải sản xuất khẩu. Nguy cơ thị trường dầu mỏ ám đạm đến hết năm. Vừa qua, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng thuế một số mặt hàng giày dép từ mức thuế hiện hành là 0% lên 30% nhằm chống gian lận thương mại. Hiện nay, các loại giày có mũi được gắn kim loại để bảo vệ và một số loại khác có mức thuế suất MFN hiện hành là 0%. Đây là mặt hàng trong nước đã sản xuất được. Do thuế sức thấp, trên lệch thuế với các mặt hàng khác cùng nhóm lớn khó phân biệt, dễ nhầm lẫn, dẫn đến gian lận thương mại. Kim ngạch nhập khẩu nhóm sản phẩm này vào Việt Nam năm 2018 là 9,8 triệu đô la Mỹ, trong đó 2,2 triệu đô la Mỹ áp dụng thuế suất MFN. Sản phẩm được nhập khẩu chủ yếu từ các nước Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan với thuế suất là 0%. Do đó, Bộ Tài chính dự kiến tăng mức thuế nhóm mặt hàng này từ 0% lên 30% nhằm thống nhất mức thuế suất các mặt hàng khác trong cùng nhóm. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 vừa qua đã có tổng cộng 11.609 xe ô tô nguyên chiếc làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt khoảng 258,6 triệu đô la Mỹ. Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam nhiều nhất là từ thị trường Thái Lan với 6.572 xe và Indonesia với 3.210 xe. Tiếp đó Trung Quốc với 600 xe, gấp 3 lần Nhật Bản chỉ 201 xe và gấp hơn 4 lần từ Hàn Quốc với 157 xe. Số xe nhập khẩu từ năm thị trường này chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 7. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, Việt Nam nhập khẩu tới gần 87.000 ô tô nguyên chiếc các loại, gấp gần 4,6 lần sự giới cùng kỳ. Trong đó, ô tô chính chỗ ngồi trở xuống là hơn 63.000, gấp 5 lần. Ô tô vận tải là 20.805 chiếc, gấp gần 3 lần so với 7 tháng năm ngoái. Theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, với các lợi thế từ hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, xuất khẩu tôm được kỳ vọng sẽ phục hồi trong thời gian tới. Cùng với việc tận dụng các lợi thế từ các FTA thế hệ mới, hiệp hội khuyến cáo các doanh nghiệp nên chủ động tiếp cận thông tin về các hiệp định thương mại để lựa chọn các ưu đãi phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Cùng với đó, phải thay đổi công nghệ, định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường nhập khẩu. Việc xây dựng thương hiệu cho tôm Việt cần được các doanh nghiệp đặc biệt chú ý cần đảm bảo về thời gian giao hàng, chất lượng, mẫu mã của sản phẩm. Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang ký kết nhiều FTA và chuẩn bị đi vào thực thi, hàng rào thuế quan giảm mạnh. Đây sẽ là những yếu tố thuận lợi giúp xuất khẩu tôm có thể phục hồi những tháng cuối năm. Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 969 doanh nghiệp nợ thuế khóa hạn với tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp trên 2.240 tỷ đồng. 969 doanh nghiệp trong danh sách đang có số nợ thuế từ trên 200 triệu đồng trở lên, trong đó có hàng chục doanh nghiệp có thương hiệu, doanh nghiệp lớn, nhưng cũng có số nợ thuế rất lớn, từ trên 60 tỷ đồng đến trên 200 tỷ đồng. Cá biệt có một doanh nghiệp nợ khủng tới 263 tỷ đồng là công ty cổ phần Mai Jim Sài Gòn nợ 263 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nợp của 969 doanh nghiệp này là trên 2.240 tỷ đồng. Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số nợ thuế nội địa trên toàn địa bàn thành phố đến hết tháng 7 đã tăng thêm gần 50% so với giới đầu năm, tương đương gần 13.250 tỷ đồng. Trong đó, các khoản thuế phí gần 5.490 tỷ đồng, các khoản nợ liên quan đến đất đai là 3.825 tỷ đồng và các khoản tiền phạt tiền chậm nộp là 3.930 tỷ đồng. Trong khi đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng vừa tiếp tục công khai danh sách 228 đơn vị nợ thuế đợt tháng 8/2019 với tổng số 257 tỷ đồng. Trong số này có 188 đơn vị nợ thuế phí công bố lần đầu và công khai lại 40 đơn vị nợ thuế phí. Trong số này có 181 doanh nghiệp nợ 85,8 tỷ đồng thuế phí tiền phạt tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách là công ty cổ phần Lương Thực Hà Sơn Bình với số nợ là 17,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 6 đơn vị nợ 25,2 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là công ty cổ phần xuất nhập khẩu Haneco, với số nợ là 7,5 tỷ đồng. Còn có một đơn vị nợ 61,9 triệu đồng tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Phương Diên. Đợt này, Cục Thuế Hà Nội cũng thực hiện công khai lại 40 đơn vị nợ 84 tỷ đồng thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Đây là các đơn vị nợ thuế để được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước. Thưa quý vị, sau thời gian tồn động gần 1.000 tấn mực khô tại tỉnh Quảng Nam, đến nay với sự vào cuộc tích cực của chính quyền và các ngành liên quan, số mực tồn động này đã được thu mua gần hết. Mặc dù đầu ra đã có, nhưng để tránh tình trạng hải sản khô không xuất bán được như vừa qua, thì câu chuyện thay đổi phương thức sản xuất của ngư dân sao cho đáp ứng tốt các yêu cầu xuất khẩu vào các nước đang là vấn đề cần được quan tâm. Gần 1.000 tấn mực khô tồn động tại quyền núi Thành trong thời gian qua đã được tiêu thụ hết với giá bán dao động từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng cho mỗi ký. Mức giá này tuy không được cao như trước đây, thế nhưng người dân vẫn phải chấp nhận. Do đặc thù bảo quản thủ công nên mặt hàng này không thể giữ được lâu. Còn hôm đó lý do giờ cái hòn còn nằm bây là do cái cửa khảo đi nhờ nhập không được thử hòn ối rồi hòn mua không được chạy đủ thứ việc. Nó đủ ngành đủ ngách rồi mình cũng không biết đoạn nữa, mình rơ rồi mình sợ hồn mình hư mình phải bán nếu bỏ mặt đen nằm ở gió mà trăm rưỡi ngon đồ là ngon đây thì có thu nhập đây ví dụ như uh, chứng biển về rồi vô đây được uh, ví dụ bên đây đây được vài trăm triệu là uh, mới đủ tổ nếu mà nằm trăm rưỡi triệu là dư dư lên cửa có trăm triệu chưa là tất có thu nhập có trăm triệu nữa rồi trừ đâu vô đây hơi trăm triệu thì thì chưa đủ tổ này nghe tính gì hơi tấn nguyên nhân chính khiến cho một lượng lớn mực khô tồn động trong thời gian qua được cho là do phía trung quốc hạn chế nhập khẩu mặt hàng này qua đường tiểu ngạch dù cho thông tin này đã được cảnh báo từ trước nhưng do ngư dân chưa chú trọng đến khâu sản xuất và bảo quản sản phẩm dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu chính ngạch hiện chính quyền quảng nam đang hỗ trợ cho ngư dân trong việc nâng cao chất lượng hải sản đánh bắt nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp có nhu cầu vào đầu tư hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con khuyến cáo bà con rằng là phải ở tức là phơi khô ở mực một, một mức độ độ ẩm nào cho phép cũng giống như là sản phẩm sau khi về bờ là phải nhanh chóng để gửi vào kho lạnh để mà 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 bảo bảo quản lâu dài khuyến khích có cái doanh nghiệp lớn người ta có cái năng lực để người ta đầu tư vào cái địa bàn núi thành đặc biệt là người ta đầu tư vào cái cái khu vực là thu mua chế biến nguyên liệu Việc không thể xuất khẩu mực khô theo đường tiểu ngạch vừa qua là bài học đắt giá cho ngư dân, không chỉ tại Quảng Nam. Để có thể tiêu thụ sản phẩm, ngư dân cần thay đổi tư duy sản xuất từ khâu đánh bắt đến bảo quản sản phẩm, sao cho đáp ứng thị trường xuất khẩu. Tình kinh tế tài chính thế giới Thưa quý vị, trong báo cáo mới công bố, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự báo, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2019 và 2020 sẽ tăng thêm lần lượt ở mức 1,1 triệu thùng một ngày và 1,14 triệu thùng một ngày. Cụ thể, OPEC dự báo triển vọng thị trường dầu mỏ thế giới sẽ phần nào ảm đạm trong thời gian còn lại của năm 2019. Đồng thời, OPEC cho rằng vẫn cần theo dõi tình trạng cán cân cung cầu và hỗ trợ bình ổn thị trường trong thời gian tới. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều rủi ro xuất phát từ những bất ổn liên quan tới diễn biến kinh tế thế giới, trong đó có tăng trưởng chậm lại và các căng thẳng địa chính trị gia tăng. Trước đó, Giám đốc nghiên cứu của Diện quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp cũng cho rằng, thị trường dầu mỏ thế giới đang bên bờ giật khủng hoảng căn cứ vào những diễn biến gần đây như căng thẳng ở eo biển Hormuz. Mỹ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc. văn phòng thống kê Trung ương Ireland, gọi tắt là CSO, cho biết, Kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Ireland và Trung Quốc Anh đã sụt giảm trong tháng 6 2019. Trong tháng 6 năm 2019, xuất khẩu hàng hóa của Ireland sang Anh giảm 72 triệu euro, khoảng 80 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 1,14 tỷ euro. Trong khi nhập khẩu hàng hóa của nước này từ Anh giảm 26 triệu euro so với cùng kỳ năm 2018, còn 1,45 tỷ euro. Theo CSO, các mặt hàng xuất khẩu của Ireland sang Anh giảm mạnh nhất trong tháng 6 2019 là thực phẩm và động vật sống, trong khi những hàng quán nhập khẩu của nước này từ Anh giảm mạnh nhất là quá chất và những sản phẩm liên quan. Theo số liệu của CSO, xuất khẩu hàng hóa của Ireland sang Anh trong tháng 6 2019 chiếm chưa tới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Ireland trong tháng này, đạt 12,1 tỷ euro, ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Ireland từ Anh chiếm gần 20%, tổng kim ngạch nhập khẩu của Ireland trong tháng 6 2019 đạt 7,45 tỷ euro. Công ty điện tử Samsung có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với kinh tế Hàn Quốc, căn cứ trên số liệu thống kê về sự góp sức của công ty này trong hoạt động xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Samsung Electronics, công bố ngày 18 tháng 8, Tổng doanh thu của hãng này trong 6 tháng đầu năm đạt 62 tỷ đô la Mỹ, trong đó 85% doanh thu từ thị trường nước ngoài. Khoảng doanh thu từ nước ngoài này của Samsung chiếm tới 20,6%, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc được xác định vào khoảng 313 triệu 400 ngàn tỷ won. Trong báo cáo trên, Samsung Electronics cho biết Bắc Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều sản phẩm của Samsung nhất, tiếp sau là Trung Quốc, châu Á, không kể Hàn Quốc và Trung Quốc, châu Phi và châu Âu, trong khi phần lớn lợi nhuận của Samsung kiếm được từ thị trường nước ngoài, song công ty này phải trả hầu hết các loại thuế tại nước nhà. Trong nửa năm 2019, Samsung phải chi khoản thuế kỷ lục 9.500 tỷ won, tăng 19,7% so với năm trước đó. Bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.